chán cho cái cuộc đời này quá. Không biết ba với má tôi sanh tôi ra làm chi mà giờ này tôi phải đi ở đỡ. Trời ơi, cái nhạc gì mà khó nghe quá. Tắt cho đầu vậy. Tối ngày cái sập sình hoài à. Còn cái nhà này nữa, cứ trang hoàng sửa soạn hoài à. Mà bữa nay không biết cái đám gì nữa đây á. Hết đám cưới rồi tới đám hỏi, hết thôi nâu rồi tới đầy tháng, hết sinh nhật người này tới sinh nhật người khác. Nghĩ cũng ngộ, không phải là mình người ở mình nhiều chuyện, nhưng mà phải nói, kể từ ngày cô Trang quen với cậu Cảnh tới nay đó, không biết làm gì mà bữa nào cũng tiệc tùng, bữa nào cũng sinh nhật sinh nhất. Ờ, phải rồi, phải làm chứ, đâu phải tiền của ông bả đâu, cứ tha hồ làm rồi bắt ông rể tương lai nai lưng ra trả. Nghĩ cũng tội cậu Cảnh ghê, bởi thương cô Trang nhiều quá đó, thương thiệt tình nên mới là bấm bụng mà chịu. Chứ gặp mình á, sức mấy, trời cho số dê liền. Ủa mày lãng nhách vậy, mình đâu có tiêu chuẩn rớ vô mấy cái chỗ này đâu. Có hai đứa con gái à, mà bà gả chừng 80 thằng chồng rồi. Hãy thấy 81 á, là cho dê 78 ra rìa. Hãy thấy ít ra là cho đê đê đỏ ra rìa. Hãy thấy riêng á, là nhận chìm thằng đế hắc. Còn cậu Cảnh nữa, không biết á, ổng có chịu nổi cái chừng nào đây nữa. Chứ còn tôi á, tôi thấy là... Ê, tí, dạ. Lắp nháp gì đó mày? Dạ đâu có lắp nháp gì đâu, buồn quá nói chuyện đời xưa chơi dạ. Mà chuyện đời xưa là chuyện gì? Nói nghe coi. Dạ thì cái chuyện đời xưa, đời xưa đó. Sao? Ngày xưa có mẹ bán dưa, mẹ... Nín. Nói bậy bà hả? Tôi giá chặt vô mặt bây giờ. Dạ đâu có bậy đâu. Sao? Con nói chuyện đời xưa, mẹ bán dưa, mẹ ngồi mẹ bán thịt mà. Nín à? Dạ. Bậy bà không? Chuyện nhà tới đâu rồi? Dạ chuyện nhà là chuyện gì? Vậy chứ thường ngày mày làm cái gì? Dạ thường ngày mở bắt ra đó là con nấu một nồi cháo heo. Ừ. Nấu xong rồi á, con đút cho heo ăn. Ừ. Ăn xong rồi á, con mới tắm rửa heo. Ừ. Tắm xong rồi mới ru cho heo ngủ. Ru vô cái mỏ này. Trời ơi, cái gì? Heo mà ru. Dạ ru chứ sao không ru? Sao ru? Tại bà không biết chứ. Bà không thấy con ru heo sao? Dạ. Nhờ ru nó ngủ bây giờ mỗi con lên cả tạ rồi đó. Sao mày biết lên cả tạ? Dạ nhìn là biết liền. Nói thiệt với bà nghe, con có cặp mắt nhìn là bá cháy lắm. Sao bá cháy đâu? Dạ cứ nhìn người nào là con biết người đó nặng bao nhiêu ký rồi. Chắc không? Dạ chắc. Không ai biểu mày nói nghe. Dạ 100% chắc mà. Để con nhìn bà thử nghe. Nhìn đi. Nói cho đúng nghe, nếu trật là bà nội mày đội chú khô đó nghe. Bảo đảm chất lượng nhanh chóng dễ dàng mọi lúc mọi nơi. Để con nhìn coi nghe. Cái tướng của bà đó không? Khoảng 67kg 400g chưa trừ bì. Vậy? Trừ bì? Dạ. Là trừ cái gì? Dạ trừ bì là quần áo dài guốc vòng vàng. Ôi, đừng có xạo mày. Xạo quá. Lo đi công chuyện giùm tao cái. Chiều nay khách khứa tới đông lắm đó. Dạ thưa bà xin phép bà cho con được tò mò. Gì? Cái bữa nay nhà mình có tiệc gì vậy bà? Thì đám sinh nhật chứ gì. Ủa? Sao kỳ ta? Gì kỳ? Con nhớ là ngày 16 tháng 3 là sinh nhật cô Trang. Ừ đúng vậy. Rồi 20 tháng 3 là sinh nhật của cô Lê. Ừ. Cách nhau có 4 ngày. Ờ. Ủa bộ bà sanh hai cô ấy cách nhau có 4 ngày hả? Cách nhau khoảng 1 năm. Nhưng mà sẵn dịp có tiền là làm luôn. Mà tiền đâu bà có à? Thì tiền của thằng Cảnh, thằng rể tương lai của tao đó mày. Phải công nhận cậu Cảnh sọp thiệt chứ. Sao? Cứ mỗi sinh nhật như vậy á là một cô được cậu ấy tặng cho chiếc rim láng con à. Trời ơi, một nhà kinh doanh địa ốc mà. Mày biết không, tiền nó chất cao như núi. Còn vàng ha, nó đựng cả thao vậy đó. Tao hỏi mày nè, cứ mỗi lần sinh nhật á như vậy á là có một chiếc rim nè, thì dạy gì mà không làm? Dạy gì mà không làm? Mà tiếc quá. Tiếc là tiếc cái gì? Thì con tiếc cho bà đó. Sao? Có hai đứa con thôi à. Chứ nếu bà có chừng 30 đứa đó không thì cái nhà của mình nó mở thành salon ô tô luôn á. Tiếc thiệt đó. Mà cũng tại ông mày dở đó chứ. Dạ. Chứ tao á thì tao đẻ sai lắm mẹ ơi. Con hiểu mà. Hồi đó đó tao kêu ổng đẻ thêm vài đứa đi. Ổng nói thôi, đẻ hai đứa được rồi, chứ đẻ nhiều khổ lắm. Con phải công nhận là ông dở thiệt. Chứ phải chi mà bà gặp con thì Ê. Hả? Nói gì đó mày? Dạ đâu? Nói gì đó?
Dạ. Tính lộn ngôn hả? Dạ đâu có. Chứ sao? Chứ bà hiểu lầm ý của con rồi. Sao hiểu lầm? Con nói lúc đó mà bà gặp con thì con kêu ổng á cho bà đẻ thêm cho nhiều nhiều. Ờ. Chứ con đâu có dám nói bậy bạ gì đâu. Ha, ta hơi vội vàng ha. Mà bà ơi, chưa hết câu mà ta chấm dứt rồi ha. Bà ơi. Gì? Con nhớ rồi. Sao? Con nhớ là rằm tháng 6 là sinh nhật của ông. Ừ. Đúng không? Ừ. Đó, ông kỳ đó được giết ít ra đó. Ừ. Rồi tới sinh nhật của bà vào ngày rằm tháng 7. Ừ. Trời ơi, ngày đó bà được chiếc nhẫn hột tròn 13 ly. Trời ơi, sao mày nhớ kỹ vậy? Phải nhớ kỹ chứ. Làm đầy tớ lâu năm rồi có bao nhiêu đó không nhớ làm sao lãnh lương được. Ừ. Nhất là sinh nhật của bà đó. Ừ. Con nhớ kỹ lắm. Tại vì bữa đó con đi giật của hồn. Mày thấy mặt tao quê chưa? Dạ biết hiểu. Mày nói chuyện đừng có móc lò nha. Đừng dạ, móc lò nha. Bà nói vậy chứ còn làm sao dám móc bà. Ừ. Không nội con không dám mới đừng nói với tới con. Trời ơi. Bà ơi. Gì? Con nhớ là nhà mình đâu còn ai sinh nhật nữa đâu. Còn chứ sao không con? Ủa? Còn ai nữa cả? Không lẽ bữa nay làm đám cho con? Làm đám cho mày hả? Dạ. Không dám đâu con. Đừng có mơ mộng. Mày bây giờ có nước làm đám ma cho mày thì được. Đừng bà. Con gian xin bà đừng nhắc tới cái đám đó. Mày làm gì á? Con lạnh giò lắm. Chà. Con còn yêu đời lắm bà. Mày nhắc tao hoài tí. Nếu mà như con có chết thì... Thì sao? Nếu như con chết, xin để tang giùm con. Trời. Đem con chôn cất, xin đừng có thiêu. Trời ơi, tao lạnh nổi lóc gái. Con xin với bà cho 8 con gà. Chứ dạ? Để con đem xuống âm ti sao kho ăn với bạn bè. Chà, chà, chà. Chết mà cũng có bạn bè à nữa. Dạ bạn con nhiều lắm à. Sao bạn con nhất lại với âm ti là cả khối luôn á. Trời đất ơi, không ngay bữa nào bà xuống dưới chơi cho nó biết đi. Ê mày hả? Dạ cái dạ, thấy mụ nội mày giờ là dạ. Tính trù tao đó hả? Không mày con. Nhưng mà chưa đâu con, bà không có chết dễ dàng vậy được đâu con. Bà còn sống dai lắm con à. Con biết mà. Ừ. Hồi nãy giờ con nói chơi cho vui chứ bà sức mấy mà chết được. Làm sao? Bà sống dai như đĩa đói vậy đó. Ê mày phải gì bà vậy? Sống tới 100 tuổi lận đó. Biết vậy thì khôn đó con. Thôi đi lo công chuyện đi. Dạ. Ừ. Ủa mà lo chuyện gì? Thì lo cho đám sinh nhật chứ chuyện gì. Mà sinh nhật của ai vậy bà? Thì sinh nhật của em Phóc chứ ai. Em Phóc? Ừ. Phóc nào? Thì con chó Phóc ở nhà này đó. Hả? Ừ. Chó Phóc? Ừ. Sinh nhật em Phóc. Trời ơi, mày cứ nhát tao hoài vậy tí. Mày làm gì mà mày la lối âm sùm vậy? Hả? Sao đứng như trời trồng vậy? Xin bà cho con một phút ổn định. Trời ơi. Dây thần kinh của con đã kẹt đèn xanh đèn đỏ hết rồi. Rồi sao? Trời ơi. Hồi nào tới giờ con mới nghe sinh nhật em Phóc? Thì có gì lạ đâu. Nhà tao thì tao muốn làm gì mặt tao chứ. Con biết là như vậy. Ừ. Nhưng mà con chỉ sợ cái tiếng đời dị nghị thôi bà. Ôi, ai muốn nghĩ thế nào thì cho họ nghĩ. Còn tao làm gì á, có lợi là tao cứ làm. Nhưng mà con thấy có gì đâu mà lợi. Có chứ sao không con. Ôi trời ơi, đầu óc của con nóng cạn quá nên con không thấy đó chứ. Bởi vậy con đi ở đợi. Chứ đây là một cái chuyện kinh doanh có lời mà. Dạ. Tại vì ta chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn để tổ chức thôi. Không? Dạ. Lúc đó ta sẽ mời thiệp lại một số người đặc biệt là cậu Cảnh mày á. Phải không? Cậu Cảnh đó mày không? Dạ. Thằng rể tương lai của tao á. Mày biết không? Dạ. Chỉ riêng có một mình thằng Cảnh thôi. Thì quà của nó cũng cả cây rồi. Chưa tính tới bao thơ của những người xung quanh đó mày không? Mày thấy chưa? Dạ thấy. Nhưng thưa bà. Vậy? Con chỉ sợ. Không có cái gì phải sợ hết. Dạ. Có cái gì mà phải sợ hết. Bây giờ mày cầm cái thiệp này kèm theo cái lá thơ của tao, đem tới đưa cho cậu Cảnh và nói là của tao đưa. Biết chưa? Dạ biết. Khoan. Còn chuyện này nữa nè. Ủa chuyện gì nữa bà? Sau đó đó con trai lại con mời vài người nghệ sĩ mà không? Chiều tới làm văn nghệ cho nó rậm đám nghe con. Vậy là có văn nghệ nữa hả bà? Tôi tưởng chuyện gì với chuyện văn nghệ đó là bà con hết mình luôn. Tới lúc đó cho mày ca ăn bài. Dạ. Được không? Dạ thưa bà. Gì? Khoan tính cái chuyện đó. Trời ạ. Dạ mình tâm sự một chút đi. Tâm sự gì? Cái vụ á. Đứng xích ra, mình mẩy tao hột xoàn không á. Đừng đứng gần mất hột xoàn ta. Dạ. Cách khoảng thời gian. Rồi sao? Dạ thưa bà. Sao? Chiền. Nói. Chiền. Chiền. Chiền là gì? Để tiền xe. Tiền xe. Ừ. Vậy mà cũng làm quan trọng. Nè, cầm lấy.
Nhiều đây. 2.000. Hả? Hả? Trời ơi bà đưa nhiều quá. Mày làm sao đủ? Được mình hoài hả? Cái thằng này không đủ thì đi bộ. Trời ơi. Gì? Quá trời quá đất. Gì à, bà ơi. Gì? Con quên nói cái vụ này cho bà nghe nữa. Cái chuyện gì nữa đây cha? Bây giờ đó mình sinh nhật em Pháp rồi đó. Ờ. Mấy ngày sau rồi còn mấy đứa bà làm luôn đi bà. Ờ. Ủa? Ủa? Tao nhớ. Em nào vậy con? Dạ con. Còn mấy em ổn có làm sao á? Ủa nội mày với em ổ đồ cái đồ quỷ sứ, cái đồ mỏ châu, cái đồ á, cái dòm cái bản mặt là mất cảm tình rồi hà. Đồ quỷ nó làm tôi mệt tối ngày, giỡn mặt với tôi hoài hà. Trời ơi là trời, khổ ghê vậy đó. Ờ. Có lý à nghe. Có lý. Thật này nói nghe có lý quá chứ. Còn mấy em ổn mà mình quên. Trời ơi. Má. Má cái gì má? Làm hết hồn tao tưởng thằng tí nữa. Má ơi. Má đang tính toán gì vậy má? Ơi có tính toán gì đâu con. À má ơi. Gì? Anh tí đi đâu mà anh chạy dữ vậy má? Ơi thì má kêu nó mang thiệp tới đưa cho thằng Cảnh. Ủa thiệp gì vậy má? Thì thiệp mời sinh nhật cái gì. Sinh nhật? Ừ, sinh nhật cho ai? Thì sinh nhật cho em Phúc của con đó. Hả? Vậy nữa hả? Làm là giật mình nữa hà. Má nói sao? Vậy sinh nhật cho em Phúc hả? Ừ. Con chó Phúc nhà mình đó hả? Ừ. Trời ơi bộ hết chuyện làm rồi sao? Trời ơi Trang ơi là Trang, chứ mày coi trong nhà này đâu còn ai để tao tổ chức nữa đâu. Mà không tổ chức như vậy thì làm sao mới được tiền của thằng Cảnh. Má ơi. Cái gì? Nhưng mà từ lâu rồi á, con nói với má là anh Cảnh thương con thiệt tình. Thì nó thương thiệt tình nó mới làm thiệt tình. Tụi con đang tính tới hôn nhân nè. Ờ. Vì thương con. Ờ. Cho nên ảnh mới bóp bụng tặng quà cho 4 cái sinh nhật liên tục rồi. Ờ. Trời ơi, rồi nay tới cái đám này con sợ rằng thì nó cũng thiệt tình. Trời ơi, tao thấy nó thiệt tình cho nên tao mới tình thiệt làm sinh nhật phải không? Không có sợ gì cả con à. Con nhớ rằng con là hoa khôi của vùng này mà. Không có thằng này thì có thằng khác thôi. Trời đã ban cho con cái dung nhan tuyệt mỹ thì mình phải biết thụ hưởng cái của trời cho ấy chứ. Mà nhưng mà con nói với má là cứ kéo dài cái tình trạng như vậy hả thì hạnh phúc của con sẽ đổ vỡ. Dạ. Người đời sẽ dị nghị má là tham lam. Trời ơi là trời, trời ơi. Bữa nay mày chửi tao đó hả Trang? Vậy đó, thằng nào chịu nổi thì nhào vô, còn không chịu nổi thì cút xéo. Má, vậy má thử nhớ lại coi tình cảm của con. Anh Cảnh là người thứ mấy chưa? Thì mới thứ 8 thôi chứ mấy. Đó, má thấy đó, 7 người kia đều phải chào thua về cái sự tổ chức tiệc tùng của má đó, má thấy không? Mày còn đỡ à. Hồi đó ba mày là người thứ 23 mới cưới được tao đó chứ bộ. Má ơi, còn lại má mà mai dẹp đi cái sinh nhật em chó Phốc này đi má ơi. Tao nói không là không. Không, không có ai cản được tao hết á. Đời tao chỉ có tiền là trên hết hả mày ơi. Tiền là tiên là Phật mà. Tiền là sức mạnh vạn năng mà mày. Được rồi, được rồi. Sức mạnh vạn năng của má phải không? Nếu má không nghe con sao? Thì má muốn làm gì thì má cứ làm đi. Chiều nay con không có mặt trong cái đám sinh nhật bái gỡ này đâu. Sao ơi, kệ mày. Tao làm, tao cứ làm. Đồ cái thứ cãi cha, cãi mẹ. Đồ bất hiếu, cái đồ mất dạy. Trời ơi là trời ơi. Mày làm cái gì vậy tay? Con thấy con có tội tình vô mà chửi con dữ vậy. Trời ơi, tao chửi mày hồi nào? Sao không có? Hả? Từ ở ngoài bước vô là bà chửi con xấu xả luôn à. Nhưng mà tao không có chửi mày. Vậy chứ bà chửi ai? Ở trong nhà này có 2 đứa à. Cái gì 2 đứa mày? Ủa mình có 2 người à. Bà không chửi con chứ chửi ai? Không lẽ bà chửi bà? Bậy nữa, tao giả cái mỏ mày bây giờ đây nè. Mày đừng có sơn sơ sơn sát vậy. Tao chửi con Trang. Ủa? Vậy hả bà? Bà chửi cái chuyện gì vậy bà? Mày nghĩ coi. Nó là con tao mà nó dám cãi tao. Được rồi bà. Tao mệt quá, tao giận. Từ từ bà, coi chừng bà lên máu. Trời ơi, bữa nay cổ gan quá. Dám cãi lại cha với mẹ. Trời ơi trời. Bà cãi cái vụ gì bà? Thì cái vụ sinh nhật của em Phúc đó. Nó cản, nó không có cho tao làm.
Cụ dám cản bà, không cho bà làm. Nó, mày coi nó làm như vậy nó có được không? Được không mà chứ? Phải rồi. Cụ làm như vậy thì... Vậy thì sao? Đúng chứ sao? Mày đúng hả mày? Cái lên đầu mày bây giờ đi nè. Xin bà bình tĩnh, xin bà bình tĩnh cho con nói. Bình tĩnh cái gì? Nghe bà. Hả? Dạ. Nói đúng đi. Chứ còn gì nữa không đúng. Sao? Hồi nào tới giờ đâu có ai làm sinh nhật cho con chó bao giờ đâu. Xí, đồ thứ hậu xanh. Chó mày không nghe có người làm đám ma cho chó là sao? Tao làm sinh nhật cho chó coi có sao đâu. Bởi vậy, làm đám ma cho chó bây giờ mới vô tù ngồi đếm lịch đó. Còn bà làm sinh nhật cho chó, tội bà không biết tính sao đây. Đừng có nói chuyện không có hên nha mày. Thôi, dẹp cái chuyện đó đi. Nghe tao hỏi nè, chuyện tao sai mày làm tới đâu rồi? Dạ, đưa thiệp cho cậu Cảnh rồi. Còn cái chuyện mời nghệ sĩ đó. Sao? Không được người nào hết. Ủa tại sao vậy? Thì có gì lạ đâu. Sao mày dở vậy? Đâu phải dở. Chứ sao? Bà không biết công của con mà. Sao? Con chạy hỏi thăm tới nhà Vũ Linh rồi. Vũ Linh đi kẹt xô. Qua Kim Tử Long đó. Sao? Nghe nói Kim Tử Long tăng cường đâu với tỉnh đó. Hát tỉnh hả? Dạ. Thằng này chuyên hát tỉnh ha. Con ghé lại Ngọc Quyền với Tài Linh rồi nói đi thâu video. Còn con ghé qua ban nhạc Thái An rồi nói ban nhạc Thái An đi thâu băng. Vậy sao mày không năn nỉ bỏ bớt show đi, đang chạy gì thâu mình? Tao gỡ thằng trả ăn chay khó năn nỉ lắm. Vậy ha? Dạ. Rồi sao nữa? Con đâu có chịu thua bà. Chịu thua. Chạy qua nhà Minh Dương qua cầu chi á. Được, được. Trời, dạ. Minh Dương được à, nghe tao chịu á. Dạ. Rồi sao? Không có nhà nó đi chơi rồi. Trời, sao mày giỡn quá vậy? Không phải giỡn, tại ông này ưa đi chơi lắm. Rồi giờ sao? Bà cái chê con hoài à. Con chạy muốn dắt dò lên gần cổ ngồi không được người nào hết. Bà biết sao không? Sao vậy con? Là tại vì lúc này đại nhạc hội tổ chức nhiều quá, văn nghệ sĩ nó kẹt xô dữ lắm. Bà biết không? Sao? Nhiều nghệ sĩ cả đêm ôm cái chục xô rồi đó. Trời đất ơi, kẹt như vậy thì làm sao bây giờ? Con có rồi. Có hả? Dạ. Có rồi hả con? Vậy đó bà nghe coi ai vậy? Con nè. Đi ngoài đường suy nghĩ gì lắm con. Cái gì? Mày hả? Dạ. Mày hả? Dạ con. Gì vậy bà? Thôi, không ai bắt con nổ nghe con. Nổ quá ngồi banh nhà hết nghe con. Không không, nói thiệt mà nổ gì. Tại bà chưa hiểu con đó. Sao? Con ở với bà lâu quá bà không hiểu á. Sao? Bà lầm rồi. Làm sao? Bà nghe con ca bà mê con chết đi. Bà hỏi thiệt nghe. Dạ. Biết ca không? Dạ biết chứ. Ca thiệt hả? Dạ biết, cái nói chơi bao giờ đâu. Mày ca rồi, ai đánh trống? Dạ con. Ái trời, ai đờn? Con. Ái trời, một mình mày làm hết trơn. Dạ làm luôn cho đỡ tốn tiền mà. Đâu làm thử tao coi coi. Mà mày hát tuồng gì? Bây giờ con hát thử cho bà coi cái tuồng chuyện tình Lan và Điệp. Bắt đầu nha. Bắt đầu đi. Mà không được bởi. Sao vậy? Cái tuồng này nó có hai giai. Con thì hát giai Điệp được rồi. Còn cái giai Lan ai hát? Hang. Kẹt dữ hang. Bây giờ kiếm ai đây hang? Có rồi. Dạ. Ai mày tính ai? Bà. Hả? Tao. Bà được không? Bà đừng bẻ mình. Dạ gãi xương. Không được đâu mẹ ơi. Sao vậy? Tao có biết gì đâu mà tao hát mẹ ơi. Không có sao đâu, bà hát đại đi, con nhắc cho bà. Thôi, tao mắc cỡ lắm. Gì đâu mà mắc cỡ, con nói cho bà nghe nha. Cái bữa đó là có cậu Cảnh coi. Mà có nhiều quan khách đặc biệt lại coi. Vậy bà mà hát đó người ta thích đó. Với người ta nể nang bà là chủ nhà nữa. Người ta sẽ bo cho bà toàn là hột xoàn với vàng không à. Bo cho tao hả? Dạ. Chị mà tao đâu có biết cái gì đâu mà tao hát. Tự nhiên bà con nhắc cho. Mày nhắc tao phải không? Dạ. Tao nói thiệt với mày không giấu gì, tao cũng thích làm nghệ sĩ lắm á chứ. Vậy hả? Tao thích lắm nhưng mà tao sợ tao hát cái người ta cười tao. Dạ con hơi mỏi rồi bà. Bây giờ mày nhắc tao phải không? Dạ. Thôi được kệ nó. Tao cũng chiều mày mà tao hát giùm cho mày thôi nghe. Dạ. Chứ tao thì tao cũng không có muốn như vậy đâu nghe. Bây giờ mình hát thử nha. Rồi bắt đầu ha. Rồi. Nhắc tao nha. Dạ. Hát thử nha. Rồi. Giờ tao làm gì giờ? Bà đứng đây chờ Điệp đi. Đứng đây chờ Điệp. Bắt đầu nha. Rồi. Tôi giới thiệu nha. Dạ kính thưa quý vị, kịch bản Lan và Điệp của chúng tôi bắt đầu trình diễn.
Tại bà làm giống ninja quá. Tự lan phải hiểu điệu cho bà đi, bà làm thấy ghê quá. Vậy hả? Bây giờ làm sao đây? Ngâm thơ đi. Nhắc nha. Ngâm thơ. Ngâm đơ. Ngâm cái gì? Biết cái gì đâu mà ngâm. Quên. Để con nhắc cho nghe. Ừ, nhắc đi. Mà con nhắc cái gì bà làm theo cái đó nghe. Ừ. Bắt đầu nè. Chiều tan trúng đồ. Hát đi. Hát đi. Chùa tan trúng đồ. Y như mày phải không? Y vậy đó. Đứa ngu quá. Cái gì ngu hả? Mày đừng nghĩ mày dạy tao rồi mày đánh tao nghe mày. Mày nên nhớ tao là chủ của mày cả mày. Biết rồi. Làm lợi. Làm lợi à? Từ từ mày dạy tao chứ. Nghe nè. Rồi. Chùa tan trung đồ. Đâm hơi rồi mẹ ơi. Đâm hơi rồi mẹ ơi. Trời ơi mẹ ơi là mẹ. Mẹ ơi là mẹ. Con bóp cổ mẹ. Con bóp cổ mẹ. Mày có điên không mà mày bóp cổ tao? Trời ơi, bà hát nó bậy mày. Tao bậy hồi nào? Mày hát sao tao hát theo vậy chứ? Cái gì đâu mà tao bậy mày nó bóp cổ tao? Bà đâm hơi, tự nhiên tôi nói bà đâm hơi cái bà nói theo à? Thiệt, ai biết đâu mày không chịu dặn tao. Bà không tập kỹ, mày muốn hát không có được đó nghe. Rồi. Làm lại nha. Làm lại thấy không? Ừ. Đừng có bóp cổ tao nữa nghe. Ừ. Rồi. Hát cái gì kỳ quá à? Rồi, hát lại đi. Chùa tan xuống dốc chùa tan trung đồ. Mẹ ơi là mẹ ơi tôi bóp cổ bà nữa. Má mày gì? Má mày nói gì bóp cổ nữa? Chi cái bà hát kỳ quá. Hát kêu kỳ nữa. Không có nghe cái câu hát tao bị bà hát. Mày hát đi, mày hát trước tao nghe đi rồi từ từ tao tập chứ mày làm cái gì dữ vậy? Bà hát bây giờ là nghe kỹ một lần nữa nghe. Rồi. Rồi đó tôi vô bản nhạc liền nha. Rồi vô đi. Chùa tan trung đồ. Chùa tan trung đồ. Chưa.